Chúng ta tạo cho tôi một file là file flow.html cho buổi 4. Tiếp tục thì chúng ta sẽ làm với float này. Ví dụ bây giờ tôi sẽ có hai cái thẻ, một thẻ div có class là write và một thẻ div khác tôi có class là left như này. Và tôi sẽ có đoạn CSS cho nó như sau. Style chúng ta sẽ có như sau. Write chúng ta sẽ có width bằng 200 pixel, height cũng bằng 200 pixel, display tôi không display đi, background là màu green, left thì chúng ta có gì, left chúng ta cũng có width có 2, background là orange. Nếu chạy bây giờ thì các bạn sẽ thấy hai cái cục như nào, nó trùng, nó đè lên nhau đúng không? Đây chúng ta sẽ chạy hai cục nó đè lên nhau. Nếu bây giờ tôi muốn một thằng ở bên trái, một thằng bên phải, hai thằng nó cùng một dòng làm nào. Chưa học float à, float giờ mới học float giờ làm nào. Position à, rồi ok chơi position luôn. Position cho thằng này à, thằng trái, thằng left và thằng right. Hiện tại chúng ta đang có hai cục như này, giờ muốn cho thằng này lên đây, position thằng dưới đâu, bạn đọc cho tôi nè. Position relative absolute, absolute gì nữa. Right 1 0 gì đó, thế rồi gì nữa, top 0 lên rồi đúng không? Ờ à, rồi xong á, à, nhầm lỡ tay Ctrl F. Thế là chúng ta sang được hai bên rồi đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta nhét thêm vài thằng vào đây coi sao. Ví dụ ở giữa hai cái thẻ này tôi sẽ thêm một đoạn, một thẻ P vào. Tôi để lo RAM một đoạn rất là dài, một tay dịch rất là dài ở đây, chắc chắn nó dài hơn một dòng đúng không? Reload trang. Giờ sao? Nó bị ủn dưới. Tôi muốn thằng này vào giữa được không? Làm nào? Khai báo width với 2 à? Ví dụ tôi viết như này có được không nhá? Thẻ P chúng ta sẽ có là width bằng 300 pixel. Đấy được không? Width rồi. Lại position nữa. Ờ à, rồi position. Position absolute sao nữa? Lại rồi. 300 pixel. Bao nhiêu? 200 pixel. Như này. Xong top 0. Ôi. Kinh nhờ. Xong thằng nào sau này có thằng nào cũng làm này. Ừ. Cảm thấy nó ngu ngu quá. Chưa tính là nếu mà tôi làm như này, nếu mà tôi tạm thời tôi comment thằng Ryan này vào nhá, tạm thời comment thằng Ryan này vào, tôi sửa thằng lab này là float lab đi, à quên nhầm, cái này nó chưa có gì đúng không, tôi bỏ position đi, bỏ Ryan, bỏ top, bây giờ nó sang bên này rồi, nhưng thằng này vẫn lơ lửng đây. Bây giờ các bạn có để ý cái bạn báo ngày xưa không, báo chí ngày xưa có lọc báo giấy bao giờ không? Có. Ừ, ngày xưa tôi cũng được. Báo giấy ngày xưa hay kiểu như này. Có người ta có hay có chữ A to vật đây là tách 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 tách. Nó bao quanh chữ A đúng không? Làm được không? Làm một thôi cả. Luôn. Đấy. Bỏ position đi là được đúng không? Bỏ width này đi nữa. Rồi.
duplicate cái thằng nội dung ở trong này lên là xong đúng không? Đủ dài chưa? Sao? Không nhét vào được. Bởi vì cái thằng này của tôi nó viết sau. Bây giờ cho lên trước nhá. Cho lên trước này. Nó không bao quanh. Giờ sao? Thứ nhất, chúng ta sẽ có cái thuộc tính float. Nó để giúp chúng ta là hai cái thẻo nữa ở bất kỳ mỗi thằng một bên ngang hàng. Đây quan tâm đến display nó là cái gì? Đấy là thuộc tính float đầu tiên. Chúng ta thử. Tôi tạm thời sẽ comment cái thằng thẻ P này vào. Chúng ta sẽ có như sau. Bỏ thằng này đi. Right 200 width 200 background green. Chúng ta thử để là float left. Tiếp theo thằng này cũng đây là tôi xin lỗi, tôi đặt nhầm class. Thằng trước là phải là left, thằng sau phải là right. Đây như này. Thằng bên này tôi để của nó là float right. Được chưa? Float right. Được chưa? Và bây giờ các bạn để ý này. Display của chúng nó vẫn là gì? Block. Được chưa? Như bình thường display block là nó sẽ hết một hàng. Nhưng mà ở đây chúng ta nhìn thấy cái vùng nó chiếm là bao nhiêu? 200 x 200 là bằng đúng cái kích cỡ chúng ta quy định cho nó luôn. Và chúng ta có thể hoàn toàn đẩy nó sang hai bên một cách bình thường. Đây. Thằng trên, thằng left. Xong chưa? Được chưa nhỉ? Gì nữa? Nhìn không nhìn thấy nó bất thường ạ. Tôi đang để cái này class là gì? Left. Float là gì? Đúng hay sai? Chẳng có cái gì là đúng hay sai ở đây cả. Nó chỉ là tên thôi mà. Theo đúng logic của chúng ta, right thì là phải float right đúng không? Đây. Left là float left. Đây cho nó hợp logic. Rồi xong. Thì là bây giờ thằng màu xanh là bên nào? Ở bên nào? Bên tay phải. Thằng màu vàng, thằng màu cam ở bên tay trái đúng không? Rồi ok. Rồi. Rồi sao nữa? Bây giờ tôi có nhét chữ được vào đây nữa không? Vì sao có? Tôi viết chữ như này có được không? Sao? Thế nếu mà chữ của tôi rất là dài. Lorem. Rất là dài. Tràn thẳng xuống hay là tràn xuống đây? Là sao? Là sao? Thằng này nào? Đúng rồi. Bởi vì cái nội dung text của chúng ta, nếu nội dung text của chúng ta không, nó không phải đây là cái điều bình thường với float. Float là gì? Nó chỉ đơn giản là loại bỏ cái display. Nhớ nhá, nó loại bỏ cái display đi. Chiều rộng và chiều dài bằng bao nhiêu thì là do cái thẻ này tự quyết định. Và nó luôn luôn hướng cái thẻ của chúng ta đẩy sang một bên. Bên nào thì thuộc vào cái giá trị của float. Nhớ nhỉ? Ở đây thằng này đẩy xuống dưới bởi vì sao? Cái nội dung text của thằng này này. Cái nội dung text này nó viết trước. Nhớ nhỉ? Nội dung text nó viết trước cho nên nó sẽ đẩy cái thằng này sang cuối. Thằng này luôn luôn dán ở đằng cuối cùng của cái đoạn text này. Cho nên nó sẽ dí lùi cái thằng màu xanh kia xuống dưới cùng và ở bên phải của nó. Nhớ nhỉ? Đó, đấy là cái logic của thằng float. Thế vậy thì với cái thằng này nhá. Đấy là với đặc tính của nó này. Các bạn hiện tại chưa quan tâm vì sao các bạn sẽ không hiểu là vì sao cái text này nó đẩy xuống dưới. Các bạn chưa quan tâm vấn đề đấy, bỏ qua đi. Miễn là hai thằng này mỗi thằng một bên là được cái gì? Được chưa? Rồi ok, tiếp tục này. Nếu bây giờ nhá. Tôi cho thằng right này cũng float. Right sao? Trùng nhau, tức là đè lên nhau.
hay là xếp cạnh nhau? Vì sao xếp cạnh nhau? Đúng nhá, nó xếp bên cạnh nhau luôn. Được chưa? Rồi, tiếp tục. Từ từ đã, bình tĩnh nhá. Hai thằng này cùng write cả đúng không? Chúng ta thấy thằng nào xếp trước, thằng nào xếp sau? Write trước, left sau. Hay left trước, write sau? Write trước, left sau. Đúng không? Rồi, write là màu gì? Cam đúng không? Write màu cam như thế. À, màu xanh, xin lỗi. Write màu xanh, xin lỗi. Nhầm. Rồi, đúng nhá. Có đúng không? Đúng với những cái gì chúng ta nói không? Sai. Right trước, left sau. Right là màu xanh nghe. Đây đây. Thế là ông đúng hay sai? Tính ở bên này chứ. Bên là cái bên float chứ. Chứ anh tính cái bên không liên quan gì đến kia. Đấy chưa? Bây giờ sao, tại sao lại thằng lép lép lại ở bên sát bên phải rồi? Đúng rồi, lép nó biết trước, con này thông minh vãi. Ngày xưa mình mãi mới hiểu được kìa. Chúng ta lưu ý này, với cái thuộc tính float này, nó không phụ thuộc vào cái CS nào viết trước, cái CS nào viết sau, mà nó sẽ phụ thuộc vào cái vị trí, cái thứ tự của thẻ nào định nghĩa trước và thẻ nào định nghĩa sau. Nếu hai thằng cùng lép hoặc cùng write, thằng nào định nghĩa trước, thằng đấy sang bên lép hoặc write trước, thằng nào định nghĩa sau sang sau. Được chưa? Nhớ cái này nhá. Đấy, đấy là thuộc tính left right. Bây giờ các bạn để ý nhá. Ví dụ trang HTML của tôi là cái mặt bàn này. Nhìn ai không nhìn được thì nhìn đây. Tôi có một cái cột. Đây là cột bút, cột tên là bút. Tôi đặt vào đây. Được chưa? Tôi có một cái cột tên là cột điều khiển. Tôi đặt vào đây. Nếu mà tôi đẩy thằng này xuống đây sang bên phải, thằng này float theo hướng các bạn, thằng này float gì? Left, thằng này float right đúng không? Xong chưa? Tiếp tục nhá. Bây giờ này, tôi tạm thời tôi để ngang như này. Tôi xếp. Hết chỗ chưa? Tôi cố tình xếp thêm thằng này. Thằng này đi đâu? Để dưới chân này. Hết rồi, đến đây là hết rồi. Trang HTML tôi đến đây thôi, được chưa? À đúng rồi, xin lỗi, xuống đây. Xong chưa? Nhưng mà nếu mà tôi tiếp tục, đây, tôi có cái này nữa, tôi dí tiếp vào sau thằng này, nó đi đâu? Nó tràn xuống đây đúng không? Tràn xuống đây, tràn xuống đây. Tràn bên này đúng không? Vì sao? Thằng này, những cái thằng này làm gì có float gì đâu? Các bạn để ý này. Khi mà chúng ta nói chuyện đến float ấy, chúng ta tưởng tượng như là cái mặt. Chúng ta có để ý cái nhà hay có những cái cột đúng không? Cái cột trong nhà để ví dụ như cái cột này. Để không? Nó sẽ cứng thẳng đấy. Đúng không? Thì tất cả những cái thứ khác nó giống như một dòng chảy này. Nó chảy sẽ cháy qua. Nó đơn giản nó chỉ là cái cột thôi. Được chưa? Cho nên tất cả những thứ khác khi mà sắp xếp nó sẽ là sắp xếp xung quanh. Hết hạn khi mà xếp vào, xếp chồng nó ra đây. Đây hết hạn, hết chiều rộng. Mỗi ngày hết cái độ rộng của cái nhà thì nó sẽ tiếp tục xuống dưới chỗ này. Đúng chưa? Đấy là cái đặc điểm của thằng float. Nó giống như một cái cột nó dựng đứng lên đấy. Được chưa? Và các bạn lưu ý này, cái float nó có một cái đặc điểm rất là củ chuối. Đó như sau, các bạn xem nhé. Thứ nhất, bây giờ chúng ta học được hai thứ. Cái thứ nhất là float nó giúp chúng ta đẩy cái thẻ của chúng ta sang hai bên. Xong chưa? Đẩy cái thẻ của chúng ta sang hai bên. Cái thứ hai, cách sắp xếp của float nó giống như một cái cột. Tất cả mọi thứ xếp là xung quanh nó giống như một dòng chảy của cái nước ấy. Đúng chưa nhỉ? Nước thì không thể nào đâm một cột được, cho nên nó sẽ phải đi vòng qua. Đúng chưa? Tách của chúng ta hay những cái thẻ khác của chúng ta cũng vậy. Nó sẽ đi vòng qua. Xong chưa? Nó không liên quan đến vị trí đứng. Nhưng mà tiếp này, tôi đố các bạn biết bây giờ cái body này có chiều dài, chiều rộng là bao nhiêu?
cái thẻ 3D là thẻ tra. Tại sao lại là một nghìn không trăm linh tám chứ không? Rộng thì ok, không vấn đề gì cả đúng không? Rộng nó không phải là vấn đề, nhưng tại sao nó lại là không? Cái này là thực sự là vấn đề đấy nhé. Bởi đấy là chiều dài. Cái giá trị đầu tiên là chiều rộng, cái giá trị thứ hai là chiều dài đúng không? Thế vì sao nó lại như thế? À, các bạn xem nhé. Thì tôi sẽ trả lại cái thằng này. Đây là right, đây là left. Được chưa? Ví dụ tôi cho thằng này rộng rộng ra một chút, nó rơi vào tầm khoảng 600 pixel. À quên nhầm, thằng bên kia. Được chưa? Xong nhá. Tiếp này. Deep có class something, không biết đặt tên thì đặt tên nè, hai trăm pixel background, background là màu black, black cho dễ nhận. Được chưa? Nó đẩy xuống đúng không? Chữ đâu? À chữ đây. Width có rồi. Width có rồi. Đúng chưa? Nên nó bằng 200. Thế nếu mà bây giờ chúng ta không có text, các bạn theo các bạn nó có đẩy ở dưới không? Ví dụ như tôi set 2 cho nó đi, 2 bằng 200 pixel nữa. Có đẩy không? Đấy như đây đấy, nhìn cái vùng nó chiếm không? Đây này, đây là 200, width 200 tôi tăng lên nhá. Đây tôi để nó 700 pixel. Thấy gì không? Cho 2 lên cao nhá. Vì sao vậy thế? Sao? Code để thầy, code đây như đây, muốn xem gì nữa, xem đi. Vì sao? Vì sao lại có cái thằng màu đen nó lại ở dưới cái thằng màu cam? Đúng rồi, nãy tôi vừa mới nói là cái float nó là cái cột. Tại sao nó là cái cột mà lại thằng này lại không tránh cái cột ra? Chứng tỏ đấy chầm gió đúng không? Thế vì sao lại xảy ra tình huống nhỉ? Sau hả? Ở thì màu đen nó là chuyện bình thường, nếu lúc này nó có text này, các bạn để ý lúc này nó có text thì nó màu xuống đúng không? Nó xuống dưới được. Bây giờ tôi thử nhét text vào nhá, tôi thử nhét text vào đây nhá. Ê, nó phải bại đái đúng không? Đây tôi cho thằng này rộng ra này, width bằng 800 nhá, height bằng 600 nhá, text color là màu trắng đi, bây giờ tưởng tượng tiếp nhá, tưởng tượng tiếp này. Đây hãy quay trở lại cái bàn, cái bút mới này, đây đây là cái số này, đây là cái số này, xong chưa, thấy chưa? Nếu khi các bạn set cái số, cái trình duyệt của chúng ta trên cái bàn, xong chưa? Rồi khi mà các bạn set số này, nó tương đương với cái việc là nó làm cái cổ chúng ta mổ lên trên.
nếu mà theo đúng cái sàn này, theo đúng cái sàn này, thì là cột, cột là phải trồng lên trên bề mặt của sàn đúng không? Đúng không? Thì ở đây với cái HTML này ra cái bàn này thì cái cột nó ở bên trên bề mặt của sàn này. Dạ, đây nó cũng nằm ở bên trên cái bề mặt của sàn này, cho nên là hai cái này ngang với nhau. Thế nó sẽ tránh nhau, được chưa? Nhưng mà với cái thẻ đi khác, với cái thẻ dạng Arial ấy, cũng chọn này, nhớ thẻ đi, thẻ ngang, thẻ main, thẻ sidebar đúng không? Nhưng cái thằng đấy nó là cùng level với cái thằng bạch, thằng bay là nó chính là cái sàn, đúng chưa? Cho nên khi các bạn set vào thì nó sẽ là nó trở thành cái sàn luôn, đúng chưa? Nó trở thành cái sàn luôn, cho nên là nó sẽ thay thế vào cùng vị trí ở dưới trần, chẳng ảnh hưởng, không liên quan, bởi hai cái này nó cùng một level với nhau đâu. Giống như nước và bèo ở trên, bèo chính là float, còn nước ở dưới nó chính là những cái thẻ quan trọng, cho nên nó sẽ lót ngay ở bên dưới, chẳng liên quan gì đến cái việc float của các bạn. Được chưa nhỉ? Đấy là cái thuộc tính float, nó tác động đến cái trình duyệt của chúng ta. Xong chưa? Hãy nhớ khi mà chúng ta sử dụng float ấy, nó giống như nó nâng cái thẻ chúng ta lên trên cái bề mặt một chút nữa, và các cái thẻ cũng chọn khác ở cái độ ưu tiên là thấp hơn, độ ưu tiên hiển thị là thấp hơn so với cái thẻ được set float, cho nên nó sẽ chìm xuống dưới. Thế nhỉ? Đấy là cái thuộc tính float. Và khi đây chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy cái việc là chúng có tránh nhau khi mà những cái thằng tech là nó giống như là những cái lá bèo khác, nó ở trên bề mặt nó ngang hàng với cái thằng này thì nó mới tránh nhau ra thôi. Thế chứ nhỉ? Thì chúng nó mới tránh nhau ra thôi, chứ còn cái thằng này nó nặng hơn, cái vùng màu đen nó nặng hơn, nó chìm dưới, cho nên nó không bị ảnh hưởng bởi cái tác động của thằng float kia. Xong chưa? Đó, hãy lưu ý. Thế vậy thì bây giờ chúng ta làm thế nào để cho thằng này xuống dưới? Cái thằng màu đen này cho xuống dưới là nào? Với cái float chúng ta có một cái tổ hợp như sau. Chỉ với float thôi nhá. Và mỗi một cái thẻ chúng ta sẽ phải có cái tổ hợp để dùng, chứ không phải thằng nào dùng như thằng nào đâu. Với cái thằng float này, chúng ta sẽ có cái tổ hợp như sau, các bạn bắt buộc phải nhớ là như thế này. Nhưng mà nếu thế thì tất cả các thẻ khác, thẻ nào mà cũng phải float cả trang, đúng không? Cả trang bạn đều phải float cả, có sướng không? Mình chỉ có đẩy sang bên trái, đẩy sang bên phải, cái nào mình dùng thôi, đúng chưa? Rồi, cái float thì sao? Ví dụ chúng ta có một cái vùng như này, yeah. Đây là cái trình duyệt này, đây là cái vùng chúng ta. Khi mà chúng ta có một cái vùng, ví dụ như header là phần đầu trang hay là cái gì đấy, footer hay là main content, thì chúng ta nó sẽ là một vùng chiếm hết cả trường rộng như này, đúng không? Được chưa? Thì chúng ta có quyền được float như này, tức là left, vùng này là right. Được chưa? Bây giờ chúng ta muốn có một cái vùng nữa, nó nằm ở phía dưới này, thì bắt buộc cái thằng cha này, cha bắt buộc phải có thuộc tính là clear fix, clear hay chấm bot, để nó loại bỏ, có nghĩa là những cái thằng nằm trong thì được phép float, nhưng mà cái thằng thẻ cha này nó sẽ loại bỏ cái tác động của float đến cái trạng HTML. Thì bọn tôi hay không dùng cái thằng này, không dùng riêng, mà bọn tôi hay dùng như này. Tôi sẽ demo cho các bạn ngay đây. Như sau. Chúng ta sẽ có một thẻ div bao ngoài. Ví dụ đây tôi sẽ có cái thằng section cha không thôi. Left right. Như này nhá. Và ở phía dưới này tôi có một cái div. Tôi có div này là something class something như này. Thì bây giờ nó vẫn như cũ đúng không? Bây giờ tôi ủn nó xuống này. Bây giờ tôi ủn nó xuống nhá. Các bạn, bọn tôi hay có cái trò như thế này. Chấm class clear fix.
2.after. 2.after thì học rồi đúng không? Học chưa? À chưa học đến selector. Ok ok. Các bạn cứ viết như này thôi, mấy nữa các bạn sẽ được hiểu after với before là cái gì. Chấm clearfix 2.before. Xin lỗi, tôi dạy cái này hơi sớm. Chúng ta sẽ có là clear bot. Content string rỗng display table. Được chưa? Bây giờ này, các bạn nhấc cái này vớt vào đây. Được chưa? Nhấc cái này, nhấc cái clearfix này vào cái thằng cha của bất kỳ thằng nào có clearfix à có float. Xuống dưới chưa? Đấy, xuống ngay. Chính xác chưa? Bây giờ tôi cho thằng này dài ra nhá. Tôi thử cho thằng màu xanh này dài ra nhá. Thấy gì? Nó đẩy theo đúng không? Chính sao? Không còn tác động của float nữa. Đến lúc này là cái thẻ cha này, các bạn nhìn này. Nhìn thấy độ dài không? Nhìn thấy cái độ cái thông số độ dài không? 326 kìa. Lúc nãy là nó không có đúng không? Nếu bây giờ tôi bỏ cái clearfix đi phát là chết luôn, mất cái thông số độ dài luôn. 1008 nhân 0 thì thằng này nó sẽ chềm lên trên. Bây giờ nếu mà chúng ta thêm cái clearfix vào phát thì nó sẽ đẩy dưới ngay. Và cái thằng này nó sẽ có độ dài. Được chưa? Đây là cách chữa và cách làm việc với float. Thì cái mấy cái này chúng tôi sẽ giải thích ngay bây giờ đây. Thứ nhất clear là bỏ qua những cái trạng thái float. Được chưa? Bỏ qua luôn, xóa đi. Content nó là ví dụ bây giờ tôi viết như này các bạn sẽ hiểu này. Ví dụ đây là hiện TH đẹp trai hả? Thì chưa? Ví dụ nhá. Nhìn thấy gì không? Nhìn thấy gì không? Tôi viết chữ này ra ở HTML. Cái đại giao của con. Content là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng CSS để thêm một cái text hoặc thêm một cái ảnh, thêm bất kỳ một cái gì vào trong một cái thẻ bằng CSS được. Được chưa? Thì các bạn nhìn ở đây là after before thì nó đều thêm cái text này vào. Thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy đây. Đúng không? Tôi đây để content là rỗng, string rỗng, một đoạn text rỗng để nó không hiển thị cái gì cả. Được chưa nhỉ? Và display table để cho nó rộng hết hàng ngàn. Rộng hết hàng ngàn, vậy thôi. Chẳng có ý nghĩa gì nữa. Còn cái after before này tí nữa học hết các thủ tính thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn nó như thế nào. Được chưa nhỉ? Để loại bỏ tác động của thằng float đi, chúng ta làm như thế này. Nhớ tôi duy nhất một điều thôi là bất kỳ thẻ nào chúng ta dùng float thì chúng ta nên có một thằng cha. Được chưa? Và dùng clear fix cho cha này. Cha. Không, thằng đấy là tất cả trở lại bình thường rồi. Trừ khi là nó lại có con, nó lại có float nữa thì mình lại clear. Không thôi. Xong chưa? Rồi, ok. Bây giờ là các bạn đã đủ khả năng để xây dựng layout web. Bây giờ các bạn thử vẽ tôi cái hình này nhé. Thử nhá. Đây là con trai của ta. À, đây là một cục này. Đây sẽ là cái tay đi của chúng ta. Cục này chúng ta cứ để nó nguyên một màu nhé. Để nó. Tiếp theo là phần này. Ví dụ như tôi lấy của trang kênh 14 đi. Lấy của kênh 14 làm mẫu đi. Đây các bạn nhìn này. Nó chia ra làm 3 đúng không? Cái này chia làm 2 phần này. Xong một phần quảng cáo này. Và ở trong này nội dung đúng không? Chúng ta sẽ chia như thế này.
đây một vùng, đây hai phần bằng nhau, hai phần khác nhau. Tiếp theo ở trong này chia tiếp, đúng chưa? Có đúng tên 14 không? Thì kỹ lại xem một em, nó sẽ giống. Rồi, tiếp nữa. Ở phía dưới này là như này. Nghe một cái ảnh khác này. Đây là phần nội dung này. Đây là một cái vùng như này. Chia làm hai vùng thôi. Còn ở dưới là nguyên cái vùng phúc tẩm. Các bạn vẽ cho tôi cái hình này thì thế nào? Tất cả bôi màu. Bôi màu. Thử thôi cái hình này sao có chia được. Rất dễ. Được nhá. Một. Một này. Đây là hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Một. Mười hai. Được chưa? Qua luyện tập thử chia thôi này. Sử dụng lốt nhá. Mày đặt tên lát như vậy à? Nghiêm cấm đặt kiểu như này. Có thể đặt là vùng 1, vùng 2, vùng 3. Không được phép đặt nguyên số không vào đấy.
nhập. Khối phần lớn.
Có khó quá không? Xong chưa? Lên đây này. Thank you.
Những cái gì sau dùng 2 chấm nó không được viết cách. Xong chưa? Dễ đúng không? Thank you.
cái bảng A. Dạ, xong hết rồi. Rồi, nhìn cái này. Rồi, tiếp theo bài tập tiếp này. Đưa mỗi người vào một trang phong thảo. Vào trang đó đấy. Dân trí, VN, Express, cây vương gì đấy, tùy. Mỗi người vào trang nào. Phút lại với cây áo. Biết dấu của tên bạn nào cái này biết nghe mỗi người làm tôi thì tôi đeo trong ngăn nhắn lâu quên dài cũng phải làm. Thank you.
Tất cả đều là ghép vào nhau chứ làm gì có gì được phát ra hết. Chia từ hàng ngang trước và dọc sau, nhá. Thì đây là một thẻ này, nhá. Một thẻ này. Tiếp theo, đây là một thẻ thứ hai, nhá. Tiếp theo, đây là thẻ thứ ba. Xong nhá. Đây là đã ba thẻ nhá, đây là một. Hai, ba, xong chưa? Chia thẳng ngang trước mặt, rồi tiếp tục này. Em thấy cái mớ đây có thể chia đôi được không? Đây là thứ tư, đây là thứ năm, đúng chưa? Bây giờ ở trong này em có thể chia ngang của mớ này không được đúng không? Thế vậy thì em phải chia dọc. Sáu này, đúng không? Ba bộ cục này thẻ số 7, đúng chưa? Còn tiếp theo có chia ở trong cái thẻ số 6 này cũng chia gì đúng không? Dừng lại đây, thẻ số 7 có chia được không? Chia được hàng ngang đúng không? Có đúng không? Đây thẻ số 8 mới này, thẻ số 9 này, đúng chưa? Trong này lại có hai không có hàng ngang nào đúng không? Ở cái thẻ số 8 này cắt đôi thằng 30 thằng 60 đúng chưa? Đó, dưới này em chia 4. Xong chưa? Dưới này còn dễ còn có. Cái vùng này, cái thẻ số 5 này có. Ở đây. Em có chia ngang được không? Em bổ dọc. Xong chưa? Trong thẻ bổ dọc thì em cứ đôi. Nhìn hình mà chia.
phí nhất hai thẻ thôi. Click fix thẻ, thẻ số 2. Thế rồi. Em click fix đúng hai thẻ này là xong. Cái thẻ thẻ số 2 này là xong. Xong phim. Và thậm chí em không click fix thẻ số 2 này mà em click thẻ này. Cái thẻ số 4 và thẻ số 5. Nhìn thấy đúng, em click hai thẻ này. Bởi vì cái thẻ số 2 này con ở trong, con trực tiếp của nó không clear đúng không? Không click fix đúng không? À không có float đúng không? Bởi vì thằng thẻ số 2 là chia làm đôi, thẻ 4 và thẻ 5. Đúng không? Nó không có clear fix. Mà trong đấy thằng số 4 này, thằng 2 thằng này thì chắc chắn là clear fix rồi. Đúng không? Thẻ này là thẻ tổng này. Là clear fix đúng không? À là có float đúng không? Thế cho nên phải có clear fix. Thằng này ra, qua đây. Đây là 1 này. Đây là 2. Là có float thì thằng này thằng số 4 và thằng số 5 nó có clear fix là sao? Được chưa? Yên tâm cứ làm kiểu ngu đi. Sau này tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm kiểu phôn. Phôn rất là nhiều. Mình xét được. Em có thử thì biết. Nói chung là cũng phải làm. Họ đây họ làm.
Xong chưa? Có bạn nào xong chưa? Cái phần này các bạn về nhà dựng cho tôi nhé. Cái phần vừa mới yêu cầu về nhà dựng lại cái layout, cái phần chia ô này, phần chia ô này gọi là chia layout, chia với các cái vùng ở trên website, sau đó chúng ta đi ngắn cái nội dung của bạn, được chưa? Ngắn sau thế nhỉ? Đầu tiên này, thực ra khi mà nhận dự án ấy, nếu mà theo đúng quy trình là phải có mockup, tức là tìm hiểu xong là phải ngồi sử dụng một cái tool như này. Bạn xem mình mockup này, ngồi vẽ ra phát ra cái giao diện xem mà nó có phù hợp với khách hàng hay không. Thì cái tool này nó sẽ xuất ra những cái file dạng vẽ được cái hình giao diện trông như này. Chờ tí để tôi coi cái Google Drive của tôi đâu. Ví dụ như này. Đó. Một vẽ là vẽ cho người khách hàng người ta hiểu. Đấu thả thôi. Đấu thả trong fintech à. Dễ mà. Xong chưa? Chốt xong với họ là đây. Cái chức năng này như này, chức năng này như này. Xong. Xong rồi chuyển là công đoạn là đi ra. Thì đến lúc đấy là của designer, tức là họ sẽ làm Photoshop và xuất ra PSD cho các màn hình tương ứng và cả màn hình mobile. Sau đấy từ PSD thì sẽ đến công việc của UI là User Interface, tức là người code giao diện bằng HTML, CSS vứt sạch. Đấy là xong đấy. Cái phần làm giao diện. Bây giờ có ai thắc mắc gì không? Tiếp theo này, chúng ta tạm thời xong với cái float nhá. Có bạn nào thắc mắc gì không? Dễ, đúng không? Để tôi xem lại xem đến phần nào rồi, quên rồi. À, đây. CNN. Float, float là hết rồi. Tôi sẽ thêm một vài cái thuộc tính mở rộng của phần của cái thằng display thôi. Chứ cũng hết rồi. Margin, padding rồi, float. Position rồi. Thế là hết rồi. Hết thuộc tính về cái các thuộc tính của CSS rồi. Chúng ta chỉ còn thêm một vài cái mở rộng của display thôi. Ví dụ như sau. CSS display table. Chúng ta có để ý những cái trang ví dụ kiểu dạng ví dụ những trang trước tôi làm margini.com này. Đây, ví dụ như này. Tôi chuyển đến đăng ký trở thành seller của register. Seller .margini.com. Tôi không nhớ lắm cái đường dẫn này, kiểu là price table design. Đây ví dụ như này. Cái hình ảnh này đơn giản như này chẳng hạn. Tôi đố các bạn biết bây giờ các bạn làm sao được một cái thẻ. Những cái thẻ này làm sao cho chúng nó có chiều dài luôn luôn bằng nhau. Tức là đây là chúng ta có ba cái đít đúng không? Ba cái cột này là ba cái đít đúng không? Không chưa? Đây, ba thẻ là ba cái đít đúng không? Ba cái đít này tôi có thể là ví dụ như clip này tôi chỉ có 3 thằng ba hàng, clip này tôi sẽ có 4 thằng, clip này tôi đầy đủ. Nhưng mà luôn luôn làm kiểu gì thì làm phải cho ba cái hệ ba clip này có độ dài bằng nhau và tách này luôn luôn ở dưới làm kiểu gì.
thử đi con mối cốt thử nhé. Có hại không biết, bởi vì sao những cái này, những cái này nó không phải là sinh ra bằng tích cứng đâu, mà sau này sẽ sử dụng cốt backend để sinh ra những cái thứ như này, hiểu chưa? Chứ không phải là nó cốt ra như này nó mãi như này, không có chuyện đấy. Mà sau này những cái này là do cốt backend, cốt động sinh ra, cho nên là cái độ dài của thằng này chúng ta cũng không biết được, cái độ dài nhất của ba thằng này chúng ta không biết được, là tích cứng. Làm sao để luôn luôn cái mớ này chúng nó luôn luôn có độ dài bằng nhau? Thế cũng khó. Rồi cố thử, các bạn cố thử đấy. Rồi cố thử nhá. Extend, tôi tạo thêm một file là extend. Rồi, tôi sẽ có một cái div. Tôi viết inline style luôn, bởi vì cái này nó không, cái này chạy tra thôi. Take a line center đi, cho tất cả thằng con nó đều nằm giữa. Xong chưa? Bây giờ tôi có cái div class là bằng côn, ví dụ đấy này, ba cái côn đúng không? Thì ở đây tôi sẽ có cái thẻ P này. Thẻ P này tôi sẽ để là Lorem. Như này đi, cái này là 4 hàng này. Cái này là 3 hàng này, cái này là 2 hàng. Tôi chạy cái file này lên. Tất nhiên chúng nó đã chồng lên nhau đúng không? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tách chia ra. Bây giờ mình CSS cho nó côn này. Côn thì chúng ta sẽ để cho nó là display. Chúng ta có thể set width được đúng không? Style chấm côn này, không phải đổi, ai đổi làm gì. Côn sẽ có width bằng 300 pixel. Border 1 pixel solid màu đen. Xong. Bây giờ để nó trên một hàng thì chúng ta có cái gì? Display bằng inline block. Một hàng chưa? Không thể nào bằng nhau được đúng không? Nó phụ thuộc vào cái chiều cao của thằng con, cái số lượng của thằng con đúng không? Đúng không? Bây giờ tôi muốn luôn luôn chúng nó luôn luôn bằng nhau. Giờ làm nào? Cái đầu nó bằng nhau không phải vấn đề. Chúng ta set position là xong. Hoặc take align middle, take align vertical align là xong. Ví dụ tôi thử cái là vertical align top lên chưa? Bằng nhau chưa? Rồi, giờ làm sao để cho nó dài luôn luôn dài bằng nhau? Chúng ta xem này. Chúng ta còn nhớ cái bảng này không? Table này không? Chúng ta để ý nó xem có cái table nào mà có hai thẻ T có độ dài khác nhau, trừ khi row span, đúng không? Trừ khi là row span thôi. Cho nên chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng, lợi dụng cái tính chất của table để chúng ta xây ra được ba cái cột như này. Chúng ta sẽ làm như sau. Thằng cha này, ví dụ thằng cha này chúng ta sẽ có cái table, display table. Table. Được chưa? Ba thằng côn này, con này chúng ta sẽ có không phải là display inline block nữa. Chúng ta sẽ chuyển sang là display là table trừ cell. Cell là một thẻ TD đúng không? Rồi sao? Bằng nhau chưa? Đúng không? Hết phim. Không còn chuyện gì để bàn nữa. Giải tán. Thế lại không sinh động được. Dữ liệu lại không động được.
có thể nhưng mà cái này là cũng là một cái nó dài quá thì cả bạn anh cũng rất là thử nhá. Hai dài nhất đúng không? Được chưa? Xong. Display table. Table cell. Thì chúng ta sử dụng cái thằng này chúng ta hãy lưu ý. Đó là cái gì? Thằng thẻ bao ngoài 3 thằng này. Thì cái display nó sẽ là table. Và quy định cái thẻ bao ngoài này nó chính là cái bảng. Được chưa? Xong rồi sau đấy chúng ta sẽ có những cái thằng làm trong. Ba thằng này để cho nó dài bằng nhau chúng ta làm sao? Ba thằng này đều có display bằng table cell để chuyển những chuyển ba cái thẻ này thành dạng thành cái kiểu CSS giống như là thẻ TD. Đúng chưa? Các thẻ TD luôn luôn có độ dài bằng nhau. Đúng chưa? Tất nhiên chúng ta còn nhiều loại display nữa. Display table, table cell, display caption đủ các kiểu. Nhưng mà chúng ta hay dùng nhất là cái này thôi. Với cái table và table không. Display table thì sao? Display table thì sao các bạn biết không? Là nó chiếm hết một hàng ngang. Chiếm hết một hàng ngang. Và cả trên cả dưới của nó luôn luôn là một hàng ngang luôn. Còn ở trong một hàng ngang. Xong chưa? Có vậy thôi. Đùa chứ không làm mấy cái này mà không để ý cái mấy thế không biết đường nào mà làm cả. Tiếp nhá. Đâu? Đây nhá, mình coi cho bạn coi nhá. À, display table. Do ba cái độ rộng của thằng con này thôi, nếu mà bạn bỏ cái width của nó đi thì thực ra cái display table ấy à không phải nhầm tôi nhầm xin lỗi bạn tôi không nhớ không nhầm rồi display table để tôi xem lại cái CSS của nó là cái gì đã. Let element behave like table element đây span này background color red này display table này bình thường thẻ span là như nào. Thẻ span nó không khác gì chữ thường đúng không? Do đó, đây, chúng ta xem nó là cái thẻ gì nhé. Đây là span. Ba thẻ span thường nếu mà đặt cạnh nhau sao? Nó nối vào đuôi nhau, đúng không? Nhưng với display table cho cái thằng span ở giữa, bạn thấy không? Thì sao? Nó tự động nó là một mình nó một cục. Một mình nó là một cục, nó cắt đầu, cắt đuôi so với những cái thằng đằng sau, đằng trước nó. Nó tóm lại nó không trên một dòng. Được chưa? Còn phần nội dung nó chiếm thì nó chiếm đúng bằng cái gì? Bằng cái text ở trong. Được chưa? Tôi nói nhầm là chiếm hết 100% là không đúng. Nó là cắt đầu, cắt đuôi là không thằng nào nằm ngang hàng với nó. Được chưa nhỉ? Đấy là cái thuộc tính display bằng table. Quên mất. Được chưa nhỉ? Còn nhiều nữa, còn display flake rồi CSS3 các thứ các kiểu nữa nhưng mà trong khóa này chúng ta sẽ không đi sâu đến thế. Khóa này của chúng ta chủ yếu là code PHP backend. Còn về cái phần nâng cao của CSS thì chúng ta sẽ nếu có thời gian sẽ nói, còn không thì thôi. Tiếp theo để trang bị cho các bạn code cái phần CSS cho nó dễ trước khi sang phần xây dựng một cái giao diện chuẩn chỉnh tử tế thì chúng ta sẽ đến với cái phần thứ cái nội dung tiếp theo là cái selector. Theo các bạn selector là cái gì? Bạn dùng rất nhiều từ đầu đến giờ đấy. Đây, cái này là cái selector này. Cái tôi đang bôi đen đấy. Cái này là cái selector này. Tiếp theo là gì?
cái này là cái selector này, rồi cái kiểu dạng như thế này, p deep như này là selector này. Theo các bạn cái tôi đang bôi đen nó là như nào hả? Đúng không? Như bình thường chúng ta dùng cái kiểu dạng style, kiểu dạng inline style ấy, là viết trên một dòng ấy, thì chúng ta viết vào đâu thì nó cái tác, cái vùng tác động của nó là trên trên cái thẻ được viết, đúng không? Cái vùng được tác động của CSS là trên cái thẻ được viết cái inline style vào, đúng không? Nhưng mà nếu mà chúng ta viết bằng internal và external import như này, external nó tách ra file, đúng không, thì chúng ta sẽ không quy định được cái vùng cái CSS, ví dụ như cái width 600 200 background range float left này nó áp dụng cho cái gì, đúng chưa? Thì chúng ta sẽ phải là có một cái thứ người ta gọi là phần đầu phía ngoài của cái ngoặc nhọn này, đấy là gọi cái vùng cái này, người ta gọi là cái selector chọn, đúng không, chọn một hoặc một vài cái thẻ trên màn hình để áp dụng cái CSS này cả, được chưa? Đấy là khái niệm CSS là của selector, lựa chọn vùng áp dụng cho cái style, đấy là khái niệm của selector. Hôm nay chúng ta sẽ học sâu hơn về cái khái niệm này, nó gồm những cái gì, nó có khả năng làm được những cái gì, chúng ta sẽ xem nhé. Ví dụ như sau. Đây, khái niệm thì các bạn tự đọc nhé, tôi không đọc lại nữa. Đầu tiên, selector là dấu sao. Dấu sao các bạn hay nhớ đến cái gì? Tất cả, all, đúng không? Khi tôi viết cái selector sao này và cặp dấu ngoặc nhọn tương đương với việc là tất cả các thẻ trên màn hình của tôi sẽ được áp dụng cái thuộc tính này, được chưa? Tất cả các thẻ trên màn hình sẽ được áp dụng cái background là yellow. Xong chưa? Đấy là cái sao. Cái nữa là cái dấu thăng. Dấu thăng này là cái ID rồi, đúng không? Thì chúng ta đây, tôi về cái demo đây. Style, first name. À đây, cái thẻ P này có ID là first name Trần Hữu Thiện này. Chúng ta sẽ có cái thăng first name background yellow, được chưa? Chúng ta có cần thử không? Không thì ok. Phần này là hiểu rồi đấy. Cái sau dấu thăng là cái giá trị của cái ID, được chưa? Nhưng mà nếu tôi viết như này có được không? Tạm thời tôi comment cái này vào nhá. Chúng ta làm thử như này. Này có được không? Vì sao không? Chưa ai test thì nhá, để tôi xem các bạn suy nghĩ như nào. Có hay không? Vì sao không? Hả? Bạn nói đi. Của cả này á. Đúng không? Đây đúng không? Tức là phải bê nguyên cả cục này vứt ra đây, đúng không? Nhìn nó chuyển sang dấu thấy màu trắng là thấy sai sai rồi. Cũng thế tôi mới xóa đi. Lại trông có vẻ đúng. Ờ thì đúng là sai. Thế nó là sai hay là đúng? Nó sai gì? Chúng ta phải phân biệt được nhá. Đây là cái đặc tính của giá trị của cái attribute ID. Được chưa? Trong cái giá trị của cái ID á, không bao giờ được chấp nhận cái dấu cách. Nhớ nhá, viết như này là đã sai, sai từ đây này, sai từ chỗ này, đúng không? Sai mỗi chỗ đấy không? Trong cái cặp dấu ngoặc kép ở cái dạng của thuộc tính ID, tức là cái phần định nghĩa ra giá trị của thuộc tính này nhá, không bao giờ được chứa dấu cách, được chưa? Đó, không bao giờ chứa dấu cách.
class là được, các thủ tính khác thì là được, như thầy đúng không? Hả? Riêng ID không? Đó là quy định của HTML rồi, không cho phép làm việc này. Cho thử cái biết. Nè, có dùng được. Thấy không? ID này không có tác dụng gì cả. Được chưa? Nếu bây giờ tôi bỏ bớt cái test này đi, đâu nhỉ? ID là username. À đây, trên này tôi lại dư à đâu? Không được nhỉ? Xếp xuống này. Không chắc là bị sai ở đâu đấy. Đây, tôi đang chuyển sang một bảng. Được chưa? Nếu mà tôi viết này có được không? Cái này có được không? Vì sao được? ID nghĩa là gì? Viết tắt của cái gì? Identity. Identity nó không khác gì cái số chứng minh thư. Số chứng minh thư của ông có trùng với thằng bên cạnh không? Tại sao lại biết như này được? Thứ nhất là HTML có chấp nhận việc này không? Thứ hai là CSS nó dịch cái này như nào? Áp dụng CSS cho cả hai thằng, nhưng HTML có chấp nhận cái việc này không? Có, em biết là nó chạy được. HTML chấp nhận được này. HTML chấp nhận được này. Bởi vì các thẻ này chẳng liên quan đến nào, là chuyện bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái selector kìa. Cái thằng này nó chỉ khi các bạn dịch, các bạn dịch cái selector sang ngôn ngữ con người nhá. Cái bạn dịch thì sao? Cái ở trên nhỉ? Là tìm tất cả các thẻ HTML trong cái code ấy, được chưa? Trong cái giá trị của class, trong cái giá trị của thuộc tính class có chứa cái từ code kia thì áp dụng cái mớ CSS này. Còn cái đoạn ở dưới này, tìm tất cả các thẻ HTML có cái giá trị của ID bằng cái username thì áp dụng cái này. Nó không cần biết là thằng nào trước, thằng nào sau. Áp dụng hết. Đây là kết quả. Được chưa? HTML chấp nhận cái việc là hai thẻ cùng ID. Bình thường. Không vấn đề gì cả. Bắt đầu số chứng minh thư của tao giống của mày. Được chưa? Tiếp. Cái này thì có cần phải nhắc lại không? Chấm. Rồi. Ví dụ như sau. Này chuyển sang thằng này thành italic làm nào? Đây. Chấm à? Txt trừ italic thì giống như này đúng không? Là gì? Font style italic. Này đúng không? Còn thằng txt bold thì làm nào? Thì font weight bold này đúng không? Đúng nhá. Ồ, nhầm. Xong chưa? Thế nếu mà tôi thêm này ra, chẳng ra cái gì, là chữ thừa. Cao.
với cả hàng. Bởi vì khi mà áp dụng CNS thì mỗi một cái dấu cách nó tương đương với một cái class riêng. Khi mà chúng ta gộp vào, chúng nó sẽ trở thành chung. Yeah. Nếu mà tôi viết như thế này, thôi các bạn viết xong đi đã. Được chưa? Tiếp theo này. Nếu tôi viết như này, phone style. Public normal. Rồi sao? Lấy italic. Và có động không? Vẫn động. Vẫn động. Nào các bạn đoán nào. Động italic ở động và y động và normal. Động và italic. Giờ chỉ có hai hướng đấy thôi đúng không? Động và normal. Vì sao lại là normal? Thằng này chạy sau. Quy định sau mà. Nếu B cái này vứt xuống dưới thì được. Được chưa? Thì ở đây chúng ta có cái gì rút ra cái gì? Không dẫm chân nhau thì cùng áp dụng. Dẫm chân nhau thằng nào sau thằng ấy được. Được chưa? Đấy là xong về cái class. Yeah. Tiếp tục này. Selector element. Thì đây chính là như này. Cái này dịch cho tôi là gì? Tất cả các thẻ P trên màn hình đều có background bằng màu vàng. Được chưa? Tất cả nhá, không biết là mày nằm trong hay nằm ngoài đúng con thằng nào là tất cả các thẻ P xuất hiện trên cái màn hình đều áp dụng cái này. Được chưa? Yeah. Element phẩy. Ủa cái này tôi làm nhầm làm lệch. Đây nhé. Deep phẩy P background yellow. Giờ sao? Rồi sao? Đủ. Sao? Dấu phẩy mà. Tất cả các thẻ DIP, tất cả các thẻ P đều được áp dụng cái CS này. Được chưa? Chúng ta có thể thêm vào trong này thoải mái nhé. Thêm đằng sau này thoải mái. Được chưa? Tiếp. Đây. Element cách element. Xóa chưa? Cái gì vậy? Chẳng biết này là cái mẹ gì. Rồi ok. Bây giờ tôi sẽ tiến hành là deep cách P đúng không? Như này. Thì sao? Thằng nào chả là lo rem? Có P ngoài, P trong. P nào? P trong, tất cả. Cái dấu cách các bạn lưu ý, cái dấu cách là tất cả những thằng P nằm trong thằng DIP thì được áp dụng CS. Được chưa? Bây giờ thử tiếp nhá. Thằng này có màu vàng không? Có hay không? Vì sao có? Lại được thằng chắc là không. Tóm lại là có hay không?
có bình thường. Cứ nằm trong nhá, tôi bất biết nằm trong bao nhiêu tầng, cứ nằm trong là gì? Được chưa? Cứ nằm trong là gì? Tiếp. Có kịp ghi không hay là có kịp nhớ không? Có cần phải chậm lại không? Rồi mày không nhớ đâu. Tiếp. Lớn hơn. Tôi viết rất rõ ràng rồi nhá. Nào, chúng ta sửa. Deep lớn hơn P. Cái này chưa dùng cách được nhá. Deep lớn hơn P. Thì có màu vàng không? Có hay không? Không vàng. Nếu mà tôi để như này, có vàng không? Vàng ở đâu? Cái gì? Yeah. Cái này ý nghĩa là khi thẻ P, tìm tất cả các thẻ P là con trực tiếp của thẻ DIP để áp dụng. Thằng kia là cứ ở trong là chết. Đích biết là con cháu chắc chút chít gì, cứ ở trong là gì. Còn thằng này phải là con trực tiếp cơ. Cách nhau chỉ một đời, giống như bố ông và bố ông thôi. Thấy chưa? Cái này là phải nhớ nhá, những cái vừa đi qua là những cái vừa sẽ dùng nhiều. Bây giờ đến cái đoạn dùng ít hơn này. Cộng. Đấy, khổ. Cộng. Ngay phía sau là như nào? Thấy ngu à? Nhưng mà đấy, tôi thề với ông không thể nào dịch được khác luôn ấy. Nếu mà hiểu rồi dịch như này, đọc phát hiểu ngay. Nhưng mà không hiểu thì đọc kiểu gì nó cũng rất là khó. Không biết là sau là như nào. Đúng không? Thử nhá. Sau chưa? Sau chưa? Này đã sau chưa? Đúng không? Bây giờ tôi sửa cái deep cộng P. Đúng không? Quen tay. Nào, có thằng nào dính không? Sau đi rồi. Hả? Đâu, 4 đâu, 4. Đây, thẻ deep đây. Đây ai? Nhìn thằng này là thằng được bôi vàng, tôi chỉ biết thằng này là thằng được bôi vàng. Như nào là sau? Cứ ở sau. Bây giờ không biết cách giải thích nào khác được cơ. Tiếp. Câu hỏi rất hay. Thằng này bôi vàng. Sau. Cái thằng này là sau thằng nào? Hai sau không phê mà. Đúng không? Tính sau. Đúng không? Cứ từ từ, chưa xong. Chúng ta còn rất nhiều giấy tờ nữa. Chưa xong nhá. Đây. Thằng này có phải sau thằng DIP không? Có đúng không? Thằng này là sau thằng nào? Sau thằng B đúng không? Thế làm sao nó được áp dụng được? Chính chưa? Cộng nhá. Như này hả? Làm gì có cái selector đấy. Mày chỉ làm nhảm nhí. Được chưa? Ngay sau là như thế. Tiếp nhá.
Tiếp này, sách đời nhiều cái hay lắm. Ok, nó vừa hỏi xong. Đây, đáp án. Cái kia là sau, còn cái này là phía sau. Nhá. Yeah. Ví dụ như ông tên là Hải đúng không? Ông ấy. Em qua. Thái tên là gì? Qua. Tên là gì? Tôi chỉ nhớ thằng anh tên là Quang, ông không phải tên Quang. Em tên Quang, phải sơ danh sách Nguyễn Chi Quang. Thế á? Xin em hỏi là Quang 596. Thế người là Quang. Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Duy Quang. Người là Quang. Đấy. Ôi rồi, ông tên là gì? Bàn dưới tên là gì? Ví dụ như Trang và Đức thì gọi là sau. Còn bạn ngồi dưới nữa thì sau. Bạn ra là thủ dạng là Giang và bạn Giang và Trang đều gọi là phía sau của ông. Nhận nó là hướng mà. Rồi bây giờ đít ngã P, ngã P. Được chưa? Cho coi. Đúng không? Tất cả những cái thằng xuất hiện ở phía sau của cái thằng selector 1 đều được áp dụng. Tiếng Việt rất giàu và đẹp. Có phía trước không? Không biết. Có. Đấy, tôi không biết. Được chưa? Không bao giờ xảy ra cái chuyện phía trước. Không bao giờ xảy ra cái chuyện phía trước. Chỉ phía sau là đủ rồi. Được chưa? Học web, học lập trình dễ đúng không? Gì chứ mấy cái thứ liều tiêu rồi. Đây. Đóng mở ngoặc vuông. Đóng mở ngoặc vuông. Đây. Nó như này. Được chưa? Trong này là tên attribute mà, tôi viết cái gì vào chả được. Đúng không? Attribute trong HTML làm gì có quy định là phải như này, phải như kia đâu. Tôi thích viết cái gì cũng được đúng không? Là sao? Thằng nào nó không đáng? Chỉ có thằng cuối cùng đúng không? Thằng trên được không ạ? Sai gì? Xem nhé. Xem rồi để đi. Reload rồi đây. Mày chửi bậy. Mày đang ngồi trước con gái ấy. Lịch sự đi đi. Tôi ở xa này thôi nghe thấy. Sao? Ở đây là như nào? Thứ nhất, về học lại ngay cái gì gọi là cái attribute trong HTML. Các cái attribute trong HTML chẳng có cái gì gọi là giới hạn. Người ta chỉ có quy định những cái attribute có sẵn và attribute tự thêm vào. Đúng không? Ví dụ như những cái attribute như nào gọi là có sẵn, ID này, class này, đúng không? Value này. Ví dụ thế cho những cái thẻ input. Đúng chưa? Placeholder cho những thẻ input thì đấy là những cái attribute có sẵn. Nó sẽ ảnh hưởng một cái gì đấy đến một cái gì đấy ở trên thẻ này đúng không? Đúng không? Ví dụ như value cho thẻ input thì nó sẽ hiển thị luôn cái text nằm trong cái value đấy ở trong cái phần viết được của cái thẻ input. Đúng chưa? Nhưng mà với những cái thuộc tính, những cái test ở đây
Tôi thích thì tôi viết là anh cấm được rồi. Nó cũng là attribute mà. Nhưng mà nó làm sao? Nó không ảnh hưởng đến hòa bình thế giới cả. Nó chẳng động chạm đến gì đến cách hiển thị của thẻ HTML cả. Đúng chưa? Tôi thích cái gì thì tôi viết vào, không ai cấm. Xong nhá. Thì ở đây tôi thích thì tôi tạo ra cái thuộc tính tên là test. Nếu tôi tử tế tôi viết cái giá trị cho nó bằng thiện th. Còn nếu tôi không thích thì tôi viết mỗi chữ test thôi. Nó cũng là attribute mà. Được. Đấy. Đúng không? Như này gì? Bỏ này đi. Hoặc là thích thêm mà cũng được, không quan tâm. Cái này à? Đây à? Xin. Xin rõ luôn gì nữa. Cái này có ý nghĩa là tìm tất cả các thẻ P có tên thuộc tính là thiện th. Có đâu? Có không? Không, đúng rồi. Xong chưa? À, tiếp. Xong rồi thì có cần ghi cái gì ghi đi. Không có sao phần khác này. Tiếp nha. Tiếp này. Attribute bằng value. Được chưa? Đã có attribute rồi, bây giờ là attribute phải bằng một cái value nào đấy thì mới áp dụng. Ghi cái ý cần hiểu tôi chứ không cần phải chép trên này làm cái gì cả. Tôi sẽ gửi cho ông các bà cái slide này cho nên không phải chép làm gì cả, mệt người. Vẫn quay, đang quay. Nhưng mà mày về mày không biết cái đoạn nào đâu. Video nó dài 3 tiếng cơ mà. Phải. Chẳng nhớ khoảng hơn 2 tiếng rưỡi gì đấy. Không ai check, tôi chẳng check, tôi để ý cái game gì, tôi kiếm tiền cho nên tôi quan tâm. À xem, số lượt xem thì có. Rồi đây để ý này. Này có được không? Có vàng không? Có thằng nào vàng không? Thằng nào? Thằng này à? Cả hai. Lại nhập. Được chưa? Ở đây là thẻ P có thuộc tính test bằng giá trị là thiện th thì sẽ áp dụng. Không cần. Trừ khi có dấu cách. À lô xô. Cái này chả nhẽ biết nhỉ. Hả? Thử xem có chạy nhá. Nếu mà như này thì được. Được chưa? Đúng các bạn hết chưa? Dùng chứ? Nếu các bạn theo front end chuyên nghiệp sẽ dùng. Tức là cả ngày chỉ có ngồi cốt front end thôi thì gọi là chuyên nghiệp. Đến thằng amateur về front end, về ví dụ như về cái giao diện ấy, trong tất cả kỹ năng của tôi, kỹ năng về giao diện là tôi kém nhất. Tôi đang dạy cái phần tôi kém nhất cho các bạn ấy. Lăng nhăng nhưng chỉ cần nhớ một lần thôi, sau này nó ra tiền. Sau này nếu mà học code back end thì lại không có cái gì phải lằng nhằng cả. Đúng logic thì ra,
luật chứ chắc đã làm được đâu. Khó lắm. Sao cái này đọc có hiểu không? Nghe đi, ra ngoài nghe. Được. Đọc có hiểu không? Nó đúng không ạ? Khác mà. Khác loài rồi luôn đi. Không. Thầy phải lên trên đọc lại trên. Em xin bấm là thầy luôn. Vừa nãy là chưa tôi cũng phải thầy bấm là nó chưa một thẻ đúng không? Xong rồi bỏ tạch lô đúng không? Rồi thì bây giờ áp cái này vào thì nó cả hai ăn tất. Ăn tất. Còn nhổ lô. Nhổ lô. Được. Xin lỗi nha, ý của nó là như này. Thấy không? Dưới này tên khác mà. Dạ. Nó không hiểu à? Chỉ cần có cái ăn xô rồi. Ừ. Bên dưới này cũng do là ăn xô. Chỉ cần chữ A xong. Cái gì? Cái gì cho cái bên trên rồi đấy. Vì là dùng phải bằng tuyệt đối. Cái lúc ấy là phải bằng tuyệt đối. Có cái này chỉ một phần là được rồi. Nhưng mà nếu mà tôi để này có được không? Vì sao không? Ờ thì đúng rồi. Chính xác. Bãi cà phê. Cái vừa lấy mới là cái dùng nhiều. Cái vừa nãy mới là cái dùng nhiều. Sao không? Trang có hiểu không? Ờ à, được. Hiểu được rồi. Tôi chỉ sao không hiểu. Các bạn hoàn toàn có thể bỏ cái P này đi nhá. Đúng, nó nói đúng ấy. Đã hiểu chưa? Có hiểu không? Nhưng mà cái trên này cái trên ấy là phải nếu mà để áp dụng được ấy thì bắt buộc cả cái đoạn này b vào đấy được chưa? Bây giờ thầy viết một cái kia cái hạng là có đây cái này hả? Như này hả? Không, cái trên cái này gì đây gì đây gì viết liền nhỉ? Cái gì? Này hả? Chạy gió còn gì nữa? Ồ, xịt từ từ bình tĩnh. Từ từ bình tĩnh. Nếu mà nó không chạy là tôi cũng hiểu sai đấy. Giống đúng không? Không chạy, xịt rồi. Đúng rồi đấy. Cái này hình như là nó chỉ nhận một giá trị thôi. Nó chỉ nhận một giá trị thôi. Chứa một giá trị thôi. Cái này là vấn đề. Giờ tôi mới biết đấy. Không nhỉ? Hay. Có những câu cũng rất hay. Tiếp. Đây. Phần này. Từ từ đã, đố đã. Xem đọc có hiểu đã. Đọc ra. À. Gật cái gì? Hiểu.
Hiểu luôn à? Giỏi. Rồi nhìn đây. Title đúng không? Đây nhá, cái thẻ title, div title nhá. Đúng không? Chúng ta nhìn này. 2. before, before là phía nào? Phía trước đúng không? Thì nó content 2. after và before. Đây, after text là after và before đây đúng không? Chúng ta để ý này. Nếu mà sử dụng text ở đây á, nhớ nhá, nếu mà sử dụng text ở đây chúng ta không bôi đen được. Tôi dí chuột vào tôi kéo này. Thấy không? Kéo nó kéo đi cái gì? Text nằm trong chứ không thể bôi đen được cái chữ này đúng không nhá. Được chưa? Tiếp theo này. Cơ sở là text. Thấy không? Cơ sở là con trỏ này. Cơ sở là con trỏ. Text thì nó sẽ sang như này, nếu để cơ sở là pointer. À nhầm. Run. Không chạy. Ờ. Pointer, à viết sai chính tả. Pointer. Thấy không? Nó chỉ áp dụng cho cái thằng đấy thôi, cái đoạn phía trước thôi. Được chưa? Xong chưa? Rồi tiếp theo này. Border solid. 1 pixel đây là đúng solid không? 1 pixel. Tiếp theo, padding 5 pixel là tag, cách vào là 5 pixel. Background là màu đỏ. Được chưa? Nó CS cho phần phía trước. CS cho phần phía trước của cái thẻ của chúng ta. Xong chưa? Được chưa? Đã hiểu cái before và after chưa? Đó. Nếu mà bây giờ tôi nhét vào đây là display table thì sao? Nãy học display table rồi đúng không? Thì giờ sao? Cái nào? Cái có thể sử dụng xuống dưới. Chính xác. Được chưa? Đó. Đấy là cái display. À quên nhầm. Cái before và cái after. Xong chưa? Ngày xưa tôi không hiểu cái này đâu. Mãi đi dạy mới hiểu ấy. Tiếp. Cái này dạy rồi đúng không? Ok, cái này bỏ qua nhé. Con nào chưa biết cái này không? Biết hết rồi. First try đang lỗi. Hả? Trình duyệt nó lỗi. Tôi chẳng biết làm nào. Thử cái nhá. First try đang lỗi. Yeah. Thử nhá. Ví dụ tôi sẽ đây. P L'Oreal. P 2. First try. À vẫn chạy. First try thì cũng là đầu tiên vẫn chạy. Last try. Rồi đến lượt last try. Chạy này. Hay là tôi viết sai chính tả? Sai lắm nhiều tranh ở đây kia này. What the fuck? Tại sao lại sai được? Tại sao mà thắc mắc? Thử đi. Tôi nghĩ là không biết sai chính tả đâu. Check xem nào. Xem đúng hay sai. Ra này vẫn chạy nhưng mà trên kia không hiểu vì sao không chạy, cũng có thể là do bị kích gì đấy.
Ừ. Thì tôi chạy chương trình duyệt của tôi vẫn chạy mà. Nó không hiểu sao trên này lại xịt. Rồi ok. Vậy thôi. Thế là chúng ta tạm thời dừng lại ở phần lý thuyết này. Từ bây giờ chúng ta đến 2 buổi nữa. 3 buổi nữa chúng ta sẽ chỉ một cắm đầu thực hành. Còn lý thuyết là sau đó sẽ ra phần là các concept. Bây giờ hả? Hay chứ? Cái nào mà trái? Học lập trình chẳng có cái phần nào không hay cả. Tôi chưa thấy có phần nào không hay cả. Chỉ có khó thôi, chứ còn phần nào không hay. Cái nào cũng có ứng dụng. Phần nào không có phần nào không hay. Rồi bây giờ làm sao chấm con? Truyền thống, của ai? Ờ rồi. Làm layout đi. Rồi dựng layout thôi. Dựng kiểu ngu cũng được, dựng kiểu khôn cũng được. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn dựng kiểu khôn. À, này chẳng bán cái gì cả. Cái này là bất đi. Kiếm tiền từ những cái này. Một cái thôi. Bây giờ mình không biết từ xưa được. Nhiều chưa có tôi leo chạy đi chia cùng nha, chia cùng nha làm đi mấy con nhà sau này ngồi sạc cái bụng đâu em thêm gì đâu float nha, dùng float nha. Hả? Gì? Không.